này thiện hiện tưởng bậc cực hỷ là nhị tưởng bậc cực hỷ không là bất nhị tưởng bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân là nhị tưởng bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân không là bất nhị này thiện hiện tưởng năm loại mắt là nhị tưởng năm loại mắt không là bất nhị tưởng sáu phép thần thông là nhị tưởng sáu phép thần thông không là bất nhị này thiện hiện tưởng mười lực phật là nhị tưởng mười lực phật không là bất nhị tưởng bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là nhị tưởng bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng không là bất nhị này thiện hiện tưởng đại từ là nhị tưởng đại từ không là bất nhị tưởng đại bi đại hỷ đại xả là nhị tưởng đại bi đại hỷ đại xả không là bất nhị này thiện hiện, hiện tưởng pháp không quên mất là nhị tưởng pháp không quên mất không là bất nhị tưởng tánh luôn luôn xả là nhị tưởng tánh luôn luôn xả không là bất nhị này thiện hiện tưởng trí nhất thiết là nhị tưởng trí nhất thiết không là bất nhị não, tưởng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là nhị, là nhị. Tattend, tưởng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là nhị thiết tướng không là bất nhị này thiện hiện tưởng dự lưu là nhị tưởng dự lưu không là bất nhị tưởng nhất lai bất hoàn a la hán độc giác là nhị tưởng nhất lai bất hoàn a la hán độc giác không là bất nhị này thiện hiện tưởng quả dự lưu là nhị tưởng quả dự lưu không là bất nhị tưởng quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác là nhị tưởng quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác không là bất nhị này thiện hiện tưởng đại bồ tát là nhị tưởng đại bồ tát không là bất nhị tưởng như lai ứng tránh đẳng giác là nhị tưởng như lai ứng tránh đẳng giác không là bất nhị này thiện hiện tưởng hạnh đại bồ tát là nhị tưởng hạnh đại Bồ Tát không là bất nhị, tưởng quả vị giác ngộ cao tột là nhị, tưởng quả vị giác ngộ cao tột không là bất nhị, này thiện hiện tưởng cảnh giới hữu vi là nhị, tưởng cảnh giới hữu vi không là bất nhị, tưởng cảnh giới vô vi là nhị, tưởng cảnh giới vô vi, là giới vô vi không là bất nhị. Này thiện hiện cho đến tất cả tưởng đều là nhị, cho đến tất cả nhị là hữu, cho đến tất cả hữu đều là sanh tử, hễ có sanh tử thì chẳng có thể giải thoát sanh lão bệnh tử sầu than khổ yêu não này thiện hiện các tưởng không đều là vô nhị các cái vô nhị đều là phi hữu các cái phi hữu đều vô sanh tử cái vô sanh tử thì có thể giải thoát sanh lão bệnh tử sầu than khổ yêu não hết quyển thứ ba trăm bảy